Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hàn, kênh cập nhật tin tức về các ngôi sao k -pop. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Ngày 28 tháng 3, đại diện của YG cho biết, Blackpink đã được đề nghị biểu diễn cùng Lady Gaga để kỷ niệm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc tới Hoa Kỳ. Chúng tôi hiện đang xem xét lời đề nghị. Hiện tại thì Tổng thống Hàn Quốc dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ vào tháng 4, trong khi đó Blackpink chuẩn bị biểu diễn tại sân vận động Frozone ở thành phố Mexico vào ngày 26 tháng 4 cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Bonping. Cùng ngày sẽ tổ chức buổi gặp mặt giữa Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ. Trước đó vào năm 2020, Blackpink đã hợp tác với Lady Gaga trong ca khúc Sour Candy. Ca khúc đã nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ. Bài hát ra mắt trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh Quốc ở vị trí thứ 17, chiếm vị trí thứ 33 trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ và xếp thứ hai trên top 100 toàn cầu của Spotify. Qua đó, nếu nhóm nhạc nữ đình đám nhất K-pop và nữ ca sĩ người Mỹ đứng chung trên sân khấu tại yến tiệc của hai vị tổng thống, rất có thể sau Candy sẽ được trình diễn trực tiếp lần đầu tiên. Mới đây thì Kevin Clay đã công bố trong cốc của BTS là đại sứ thương hiệu toàn cầu mới nhất của hãng và sẽ có thêm các dự án trong tương lai với nam ca sĩ. Tin tức đã trở thành một chủ đề nóng trên Internet, trở thành xu hướng toàn thế giới và ở 172 quốc gia. Trên Twitter, các bài đăng về trong cốc đã trở thành bài đăng được thả tim nhiều nhất và được chia sẻ lại nhiều nhất của Kevin Clay. Tài khoản Twitter chính thức của thương hiệu cũng kiếm được thêm 140.000 người theo dõi trong 3 giờ đầu tiên sau thông báo. Kevin Klein bày tỏ họ thật may mắn khi được có Trung cốc hợp tác, coi em út nhà BTS là một tài năng có tác động văn hóa phù hợp với thương hiệu, đồng thời thu hút khán giả cả trong và ngoài nước. Ngoài trong cốc đã giúp cổ phiếu của công ty mẹ Kevin Klein phục hồi sau khi cổ phiếu này liên tục giảm trong hơn một tháng qua. Cụ thể thì cổ phiếu của công ty đã đạt mức cao mới là 87,93 đô la Mỹ sau khi tăng mạnh 19% sau tuyên bố chính thức về trong cốc Kevin Clyde đã ăn mừng tin vui này bằng cách khoe trong cốc trên bảng quảng cáo khổng lồ tại phố Houston nổi tiếng ở New York City và hé lộ các bảng quảng cáo sắp tới trên toàn thế giới vào ngày mùng 1 tháng 4 dành riêng cho nam ca sĩ. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tốt Sao Hàn Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.